bà đào ngao đấy hả bà? Dạ. Con không. Con chỉ quay bà thôi. Bà đào thế này một ngày được mấy cân? Thế nhọc lắm, làm này nhọc lắm bà nhỉ? Thế bà năm nay bà bao nhiêu rồi? Bà 89 rồi. Ui rồi. Thế bà gần 90 à? Ui nhọc lắm, thế mà vẫn phải đi làm này. Thế con cháu đã, bà đã con cháu làm thôi. Thế không ai cho tiền nuôi bà nhé. Ui. Ui rồi gần 90 vẫn phải đi đào ngao thế này mệt lắm. Làm thế này cũng được ngày đi mất. Cả ngày được một cân không bà? Một cân thì bao nhiêu tiền? Vâng. Bà ở xóm nào? Ở xóm 10 à? Dạ, dạ, vâng. Thế là lại được đồng nào lại thuốc thang nữa? Bà bị làm sao? Bà bị làm sao? Dạ, vâng. Thế nào suốt ngày này không có con nào? Thế đây được bao nhiêu con rồi bà? Vài con đây. Có vài con rồi thôi à? À, vâng, thế bà đào đi. Dạ. Con ở Hải Phòng. Con ở Hải Phòng con mới vào. Dạ. Ai đã đánh nhỉ? Vâng. Quay ở kia. Vâng. Dạ. Luôn lâu đãi rồi dạ. Đó là dưỡng quay tôi, dưỡng quay một lần tại tôi đi nữa về tay tôi đi cái Lào. Dạ. Cái Lào về mà dưỡng quay dưỡng loạn loại mà dưỡng quay một trên đi rồi dưỡng quay cái máy bay. Dạ. Ở đây đây. Thế xong rồi bà sợ bà chạy hả? Ở đây đây. Dạ. Thế là nghéo nhiều lắm, nghéo răng không quen đi hết đấy, tôi thân chồng chết ở đây đấy. Vâng. Vâng. Quay tôi là vui hài. Bắt đeo rồi chóng rồi. Máy bay đi đồng này. Vâng. Máy bay đi đồng này. Vâng. Đừng lấy nói chạy không? Vâng. Nghiêm thế nữa. Vâng. Thế thôi. Tôi nói rồi, tôi nhát tao, nhát tao. Là tôi nói chặn nhát tôi. Nhát tao không nên. Nó im đó. Tôi không chạy gì hết, tôi hài thôi. Tao chậu vô, mới thả tao ra, cũng nhát tao đi làm ăn, hắn chặt một phát, vừa rồi hắn chặt tới phát không còn hồn vía gì nhỉ? À vâng. Chạy, vâng. Vậy sao anh ấy bảo là xin lỗi bà đấy, xin cái chạy đấy bà. Tôi chạy ra từ ngoài này mới đây. Dạ. Tôi chạy một nữa, chạy từ mỗi cái xe đằng mặt, vừa rồi đang khổ chú đang chết, mới bay được tin đằng tôi luôn. Dạ. Đấy luôn. Vâng. Đầu hôn tròn như vậy, tôi nói tôi chết thôi, kiểu như chết đến nhát tao vào sừng sườn nhát tao rồi. Nó chết chân thứ, nó chết đây. Vâng.
mà tôi chạy một nữ từng ở đấy mà chạy xuống mày mày nữa chạy ngứt đi luôn đi. À. Tôi mà đừng tìm là cổ tôi là chết hết rồi. Chết thế. Tôi thế là từng... bắn nghêu. Hai cái chú nói bà bắn nghêu không? Có, tôi bắn nghêu. Thì chúng còn chỉ hồn nguyện hết, tôi khiếp rồi, tôi hài rồi, tôi ngồi. Nó dụ ăn chi? Ừ. Không, chỉ tôi ăn hết. Chỉ tôi ăn mà mình cứ ăn chi. Tôi là chú mua được 30.000 nghêu. À, chú đấy hả? Chú mô nó không biết chi mà mô. Vâng. Ôi trời ơi, tôi hết ba hồn bảy vía là tôi về, tôi khiếp. Đây, máy bay nó lại ra đây này. Ô, đó nó, hẳn nó. Bà không sợ nhá. Không. Bà không sợ. Ôi, để đấy đây. Dạ. Thì nó chỉ bay ở trên đầu thôi, cả nó không sợ đâu. Bố cho tôi chạy đây. Không sợ. Bà không sợ nhá. Thơm à. Không. Cứ chạy nhá. Không sợ, bà không sợ. Thân đấy. Ơi. Cho về đi. Cho bà đi, cho bà giật đi. Bà sợ. Đó, mắt đang quay bà con mình đấy. Bà không sợ đâu. Nó ở trên cao lắm, nó không vào bà con mình đâu mà sợ. Với gì? Nó ở trên cao mà. Lặng theo dưới đây. Không, nó không xuống đâu. Nó, bố nói đi, bố nói. Đây kia. Đây bà không sợ đâu. Không sợ nhá. Ngủ đó. Sợ. Quay đây đây, chỉnh đây đây, chỗ đi đây. Tí anh quay lại cái kia đấy mà. Cứ chạy mà chiếc xe, chạy mất cái số. Cứ chạy chứng đi. Dạ. Tại vì tôi khổ thân bà. Ừ. Vâng, thế là anh bỏ về sau anh bảo là bà sợ quá mà xin lỗi bà. Anh bảo là muốn đến xin lỗi bà đấy. Tí con bỏ anh đi đến xin lỗi bà nhá. Ủa trời ơi, chú sẽ kiếm bà hồn đi. Ơi, chú lại đây, chị chú đi đây, đây đây. À bà, chú chỗ này hả? Ừ, đây đây, mà thường xuyên chết ở đây đây. Dạ. Nó chết đi nước, thì lại đi hết đi con mà. Để vâng. Tôi không đi đây, đừng biết cái nhìn thấy rồi. Dạ. Dạ, con đây. Bà quay đi. Bà cứ ấy đi, bà cứ cả. Bà được con nào chưa bà? Dạ. Được mấy con rồi bà? Thế là mới được có 2 con. Vâng. Vất vả quá, cụ gần 90. Từ sáng đến giờ mà mới được 2 con. Con biếu bà mấy đồng bà ăn sáng nhá. Bà biếu gì á? Dạ, vâng, con biếu bà mấy đồng nhá. Bà nói dường á. Dạ. Bà nói dường một quý. Vâng, dạ. Vâng. Vâng. Mà cái thằng cháu tôi lại đúng vinh nhá. Hắn lại đúng vinh cái quán gì này mà bà cháu không phải đi dỗ không? Hắn đúng cái này. Hắn mở tivi ra. Dạ. Đâu? Kia nó mãi kia. Đúng đó. Cô bà đừng sợ, không sợ đâu, không có gì đâu. Xuống thôi. Đây xuống rồi, vâng. Xuống mới gõ lại đây. Vâng. Thế con xin lỗi bà nhá. Đủ cái gì mà gọi lại. Vâng, con xin lỗi bà. Giờ anh ấy cứ tưởng là cái chị đấy là còn mới 60-70 tuổi thì anh trêu thôi. Về sau anh bảo là xin lỗi chị. Thế nhưng mà anh không biết là bà lại gần 90 đâu, anh không biết. Nếu anh biết bà nhiều tuổi rồi là anh không dám trêu bà đâu. À nhá. Vâng. Vâng thế. Mẹ là mẹ con Cương này chị làm với tôi đó thì dì em đó. À vâng. Thì em có đúng người chủ bác đó mà bà không có